Cảm ơn quý vị đã liên tục giữa băng tầng 18.14 của đài CBN. Và bây giờ xin mời quý vị trở lại với phần tin Việt Nam mở đầu cùng với Ban Châu. Kính thưa quý vị, vấn đề Biển Đông sẽ được đưa ra khối ASEAN và Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẽ đưa vấn đề Biển Đông lên bàn nghị sự của cả khối ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khi đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN, bảo quỹ quyền không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, đưa ra thông tin vừa nói tại cuộc họp báo quốc tế về năm chủ tịch ASEAN vào hôm 18 tháng 11 và được truyền thông trong nước trích dẫn cùng ngày. Về lộ trình đàm phán, Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông gọi tắt là COC trong năm 2020, khi Việt Nam đóng vai trò chủ tịch khối ASEAN, ông Dũng cho biết, quá trình đàm phán bắt đầu từ tháng 3 năm 2018, đến nay đã hoàn tất vòng rà soát thứ nhất. Các nước khối ASEAN đã làm tốt công tác chuẩn bị để bước vào vòng đàm phán thứ hai. Ông Dũng cũng cho biết thêm, biển Đông là vấn đề được các nước trong khu vực bỏ quốc tế quan tâm. Vì vậy, khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò kép chủ tịch ASEAN và Ủy viên không tường trực Hội đồng Bảo an Tất cả những vấn đề liên quan sẽ được phản ánh trên bàn hội nghị, có thể của cả khối ASEAN và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Esper lên tiếng binh vực Việt Nam trước Bắc Kinh. Hôm 18 tháng 11, Trung Quốc đã hối thúc quân đội Hoa Kỳ ngừng phô trương sức mạnh trên Biển Đông đang có tranh chấp. Cùng lúc, phía Washington lên tiếng binh vực Hà Nội trước hành động của Bắc Kinh cản trở Việt Nam khai thác dầu khí ở tại Biển Đông. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Đại tá Ngô Kim nói với các phóng viên ở Bangkok rằng Biển Đông là một trong những vấn đề được thảo luận trước đó trong cùng ngày khi Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper có cuộc gặp lần đầu tiên với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa. Hai bên gặp nhau hơn nửa tiếng bên lề hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng hôm 18 tháng 11. Và trong bài phát biểu tại kỳ họp ASEAN-US hôm 18 tháng 11, Bộ trưởng Esper nói rằng Trung Quốc đã tăng cường sử dụng cái mà họ gọi là tàu dân quân hàng hải để xua đuổi các thủy thủ và ngư dân Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Trong khi đó thì Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ lo ngại về thâm hụt thương mại 40 tỷ mỹ kim với Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross vừa mới bày tỏ mối lo ngại ngay tại Hà Nội về mức thâm hụt thương mại hàng chục tỷ mỹ kim với Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một thành viên nội các Hoa Kỳ lên tiếng ngay tại Việt Nam về mức thâm hụt trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim sau khi Tổng thống Trump hồi tháng 6 năm nay đã cáo buộc Việt Nam là quốc gia lợi dụng tồi tệ nhất trong mối quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Trong vòng 25 năm qua, thương mại giữa hai quốc gia đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Hàng hóa của Hoa Kỳ xuất cảng sang Việt Nam đã tăng hơn 4 lần trong vòng một thập kỷ qua, đạt 10 tỷ Mỹ Kim năm 2018 và họ đã lo ngại về thâm hụt thương mại 40 tỷ Mỹ Kim. Ông nói chúng tôi muốn làm việc với chính phủ Việt Nam để giảm mức thâm hụt thương mại này. Vào ngày 8 tháng 11, ông đã phát biểu trong bữa tiệc do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng như tập đoàn PRG đồng tổ chức nhân chuyến viếng thăm Việt Nam. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng từng phản hồi với VOA tiếng Việt về sự chỉ trích của ông Trump nói rằng chính quyền Hà Nội đang thúc đẩy nhập khẩu các mặt hàng Hoa Kỳ có thể mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Và tin người chồng hàng giết rồi giấu thi thể người vào Việt mới sang được 3 tháng. Truyền thông Hàn Quốc ngày 18 tháng 11 đồng loạt đưa tin về vụ việc một người phụ nữ Việt Nam mới sang Hàn Quốc được 3 tháng bị người chồng hàng sát hại và giấu thi thể do mâu thuẫn gia đình. Theo tờ Joanne Ilbo. Hôm 17 tháng 11, cảnh sát tỉnh Yangwil cho biết đã bắt giữ nghi phạm khoảng 55 tuổi bị tình nghi sát hại và giấu thi thể người vợ Việt Nam 30 tuổi. Cảnh sát thông tin rằng người đàn ông này dùng dao đâm chết vợ của mình vào sáng 16 tháng 11 tại nhà riêng của hai vợ chồng ở tỉnh Yangwil. Sau đó, nghi phạm được cho là đã chuyển thi thể của vợ về quê mình tại huyện Gwangju, tỉnh Jinbuk để giấu sát một người thân của nạn nhân đã trình báo lên cảnh sát sau khi không liên lạc được với cô. Cảnh sát sau đó đã bắt đầu định vị chiếc xe của nghi phạm và sau đó thì tiến hành bắt giữ ông này. Vào chiều ngày 17 tháng 11, tại cơ quan điều tra, người đàn ông Hàn Quốc thừa nhận với phía cảnh sát về hành vi giết người. Người này còn cho biết ông giết vợ vì không kiềm chế được sự nóng giận trong lúc cãi nhau. Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 tại Việt Nam, nhưng nạn nhân chỉ mới sang Hàn Quốc sống được 3 tháng và vẫn chưa có con. Hiện cảnh sát vẫn đang tiến hành khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra vụ án. Một bản tin về đời sống cho biết, thức ăn dành cho mèo bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Công ty chuyên sản xuất thức ăn dành cho thú cưng vào ngày thứ Hai 18 tháng 11 đã tuyên bố thu hồi tất cả những sản phẩm cung cấp dinh dưỡng cho loài mèo vì nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Đại diện của công ty Goro vốn đặt tổng hành dinh tại tiểu bang utah cho biết tính đến nay vẫn chưa có con thú nào bị ngã bệnh sau khi ăn vào hai loại thịt bò đông lạnh mang nhãn hiệu westpren lệnh thu hồi được đưa ra sau khi bộ canh đông tiểu bang minnesota phát giác ra dấu tích của vi khuẩn salmonella trong sản phẩm do Goro chế biến bộ y tế cũng nói rằng không chỉ đe dọa tới sức khỏe của thú vật chủ nhân của chúng khi đụng tay vào thức ăn bị nhiễm vi khuẩn cũng có nguy cơ bị lây bệnh salmonella và một bản tin văn nghệ cho biết Joker là phim đầu tiên giành được doanh thu tiền tỷ mặc dù không chiếu tại thị trường Trung Quốc. Theo Hollywood Reporter, tác phẩm đạt doanh thu này vào ngày 15 tháng 11, quốc gia đóng góp lớn nhất cho Joker là Hoa Kỳ, khoảng hơn 320 triệu Mỹ Kim. Do có nhiều cảnh nhạy cảm, phim không được chiếu tại Trung Quốc. Đây là phim thứ tư chuyển thể từ truyện tranh DC cán mốc tỷ Mỹ Kim sau khi Dark Knight, Dark Knight Rises và Aquaman Joker hiện là phim 18 plus ăn khách nhất mọi thời đại, phá sau kỷ lục của Deadpool 2 785, 785 triệu Mỹ Kim năm 2018. Dự án cũng xin lời lớn khoảng 600 triệu Mỹ Kim, ngân sách sản xuất và quảng bá của phim chỉ lần lượt là 70 và 120 triệu Mỹ Kim, cộng thêm một số khoản khác. Tác phẩm tác phẩm có Joaquin Phoenix đóng chính chỉ tốn 287 triệu Mỹ Kim. Joker cũng được đánh giá cao trên đường đua Oscar 2020. Cơ hội lớn của Joker là ở giải nam chính dành cho Joaquin Phoenix tài tử liên tục được các trang Âu Mỹ xếp vào danh sách ứng viên nổi trội. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin trong ngày của đài CBN trên băng tầng 18.14. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một buổi tối thật là an lành và hạnh phúc. Và kính mong quý vị nhớ đón theo dõi những bản tin cập nhật mới nhất sẽ được phát hình vào lúc 9 giờ và 11 giờ tối. Xin trân trọng kính chào tạm biệt quý vị.